Xin mời bác kế tiếp bên đây, bác. Vâng, vâng. Dạ. Bây giờ tôi có cái này để thay vì sư phụ giải thích. Cái chuyện mà cái chuyện mà mô mả thì không những mà ví dụ như gia đình tôi hoặc là một số gia đình bạn bè khác đặc biệt ấy, bây giờ mô là cách đây là lâu rồi, 3-4 năm rồi, như vậy thì xin cách lắm được, đi thầy A thầy B thầy C thì nó nói được, thế cái hiện tượng đó là hiện tượng như thế nào thì thầy đặc biệt là một cái thứ hai nữa, cái hiện tượng con người hiện nay là có cái hiện tượng con người là có là mắt ở dưới này, mắt hai cái con mắt này, mà khi ông Phúc giảng quan với người khoa học là theo dõi ba năm rồi là bị con mắt lại, rồi con mắt giờ đấy thì phải để mà người ta đọc bảo được những cái hiện tượng đó, rồi là cuối cùng ông Phúc giảng về ông mình làm một cái chân úp vào cái hai mắt này, nhưng mà con mắt này vẫn còn để hết như thật, cô ta đi xe máy mà chở thầy Phúc giảng đi, là cái hiện tượng đó là hiện tượng như thế nào, mà chỉ này là người Hải Phòng mà lấy trong về ở Hoa Kỳ. Xin nhà sư phụ xin cho biết về cái nội dung thứ hai đó, nó liên hệ đến hiện tượng siêu giác quan, tức là thấu thị, mà thấu thị làm cho người đó không cần nhìn bằng con mắt thịt mà nhìn bằng con mắt tâm thôi, và thấy rõ được mọi thứ. Trên thế giới này không phải chỉ có bà ấy là duy nhất, mà có nhiều người có được cái năng lực đó. Năng lực đó có thể tồn tại một thời gian vài ba tháng, vài bao năm. Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải đó đã có cái công làm thí nghiệm trước rất nhiều người để làm bằng chứng, và đó là một hiện tượng bình thường thôi. Đó là cái siêu bình thường đó là một chuyện bình thường vì nó là có thật. Chúng ta cũng không nên lạm dụng vào cái năng lực siêu giác quan, vì đến lúc nào đó nó hết. Vào năm 2007 hay là 2008 gì đó, báo chí Việt Nam đưa tin rành rộ người điện bị điện giật. Có lẽ là quý vị vẫn còn nhớ sự kiện này. Ông này đó thì phát hiện ra cái năng lực điện ở trong người của mình đó, nhân một dịp bình thường đó, ông đi dự lễ cưới rồi điện cúc, người ta mới đi thử điện mà không có cái tu viết để biết cái mạch điện, thì ông lấy tay ông đụng vô cái là điện nó cháy lại, thì từ đó ông mới biết là ông để điện vô nó không giật mình, những người khác lại nó giật chết. Từ đó đó ông trở nên đắc hàng, nhiều người đó là đã nhờ ông đi sửa điện, ông không cần sử dụng đến các dụng cụ thử điện. Nhưng một hôm nọ người thân của ông nhờ ông sửa điện, thì ông cũng nghĩ rằng năng lực đó còn, cho nên dùng tay để đi sửa mà không dùng dép mang, không có các phương tiện an toàn điện, cuối cùng ông đã bị điện giật chết vì năng lực đó đã hết rồi. Trở lại vấn đề của siêu giác quan con mắt đó, thì những người mù đó, có được cái năng lực cảm nhận vật thể tốt hơn chúng ta. Họ cảm nhận bằng cái kinh nghiệm của họ, họ cảm nhận bằng sự huấn luyện. Ví dụ như người mù đi qua đường, họ cầm một cái cây quơ quơ phía trước như thế này, một mặt á, ra tín hiệu để cho người khác không lũi vào họ đang khi chạy xe, nhưng mà còn lại đó họ đã cảm nhận bằng cái bộ nhớ theo một cái cấu trúc riêng ở trong bộ não của họ, dẫn họ đi qua một lần hai lần là họ nhớ đường đi đường về và không bị xe đụng. Đó cũng là một cái siêu giác quan của người mù mà người có hai mắt không làm được. Khi họ bị mù á, thì cái năng lực của lỗ tai bắt đầu nó mạnh hơn. Họ nghe cái âm thanh của một người nào đó 10 năm sau nghe nói lại, họ nhận diện cái giọng nói này rất chuẩn. Đang khi chúng ta là những người sáng mắt lại không có được năng lực đó. Cái đó cũng là một cái siêu giác quan nhỏ. Cái đó hiện tượng đó là điều rất bình thường thôi. Và do vậy nên sử dụng các năng lực siêu giác quan để làm những việc có giá trị thì tốt.
Đối với cái vế thứ nhất đó, đó là khi mà mình hỏi các thầy bói A, các thầy thủ B, các ông thầy phong thủy C về cái việc giải mộ hay là cải táng, mà người ta nói là không có ngày tốt, là bởi vì người ta mê tín, ta dựa vào sách của Trung Quốc thôi. Sách của Trung Quốc đó, thì có một cái cơ chế tốt và xấu, nên và không nên. Và trong 365 ngày đó, trung bình là có khoảng 190 ngày được xem là xấu. Như vậy cứ trung bình 2 ngày, 2 ngày rưỡi là có một ngày xấu. Nếu chúng ta tiếp tục truy nguyên và đặt câu hỏi tại sao những ngày đó là xấu, thì không có ông nào trả lời. Ông chỉ nói đơn giản thôi, thì người xưa nói vậy thì tôi nói theo. Rồi hỏi cái người xưa đó dựa vào đâu nói vậy, thì họ cũng đành bó tay, vì mấy người xưa đó đã chết hết rồi, không truy nguyên được, không giải thích được. Nhưng mà tại sao nó tiếp tục, nó tồn tại? Vì nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi đó làm cho ta sợ mình chết, mình bị phá sản, mình tổn thất, bệnh tật, nguy nan. Nên người ta tự an ủi là thà làm dư thừa hơn là làm thiếu. Cái chấn an tâm lý đó tưởng nó giải quyết vấn nạn bình thường, nhưng nó lại làm cho chúng ta tiếp tục sống trong nỗi sợ hãi nhiều hơn. Do đó nếu chúng ta muốn cải táng thì cứ cải táng, không cần phải coi ngày, không cần phải coi giờ, hẳn chẳng có chuyện gì xấu xảy ra đâu. Mà nếu có chuyện gì xấu là vì cái nhân quả của sự kiện đó, đến lúc nó phải trổ, chúng ta có cản lại cũng không được. Ở trong kinh đó, Đức Phật có nói ba điều ngài làm không được. Thứ nhất là không thể độ hết mọi người. Thứ hai là không thể độ những ai không có duyên với ngài, tức là thành kiến của họ nè, cái tự cao tự đại của họ nè, cái cố chấp vào triết lý tôn giáo mà họ đang theo nè, cái chủ nghĩa cá nhân nè, hoặc cái sự bất cần nè, làm cho họ không có duyên. Và thứ ba đó là không thể độ một người mà khi nhân xấu đã đến lúc chín mùi rồi, nó đến lúc đó nó phải trổ ra cái kết quả đó, có cản trở gì nó vẫn phải xảy ra, quy luật nhân quả nó là thế. Thì những sự kiện mà xấu ngẫu nhiên trong cùng một giai đoạn làm cho chúng ta nghĩ rằng nó kéo theo, nó đến lúc nó phải trổ thật. Do đó là các chùa mà làm đúng theo chuẩn lệ Phật dạy, khi động thổ xây chùa, khánh thành chùa, người ta chẳng cần coi ngày giờ gì hết, chỉ chọn cái ngày giờ nào mà các Phật tử không bận đi làm để đến tham dự được. Thì thường là ngày thứ bảy và chủ nhật. Ngày nay đó thì cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đó nhấn mạnh đến yếu tố đó nhiều hơn. Người ta cúng lễ Phật đản đó trước một tháng hoặc sau một tháng. Tại vì các chùa là ở gần nhau, trong vòng 100 cây số đi một tiếng lái xe là đến rồi. Mà nếu chùa nào cũng cúng cùng một ngày rằm như ở Việt Nam thì không có người đi. Cho nên người ta phải phân công ra, làm cái lịch nó khác nhau. Rồi đồng thời đó, những gia đình mà cúng thất cúng dỗ ở hải ngoại thì cũng phải cúng vào ngày thuận lợi thôi. Nhiều khi cái ngày dỗ là ngày mùng 1 tháng 1, nhưng mà mùng 1 tháng 1 rồi mời thầy tu đâu đi, ông bận lo chùa ông đâu đi. Cho nên đó, người ta phải để sau đó nửa tháng, và trước đó nửa tháng. Và những ngày dỗ còn lại cũng thế, phần lớn người Việt Nam ở hải ngoại chọn vào ngày chủ nhật và thứ bảy để họ có thể thuận lợi, cho nên nó không trúng một ngày thật, có sao đâu, không có gì hết. Cho nên nói tóm lại là nếu chúng ta phát triển trí tuệ đó, là tin vào cái quy luật nhân quả, thì những cái nỗi sợ hãi về chuyện ABC nó sẽ giảm đi một cách khá đáng kể. Và nhờ đó chúng ta sẽ sống hạnh phúc hơn, vì sợ hãi là kẻ sát nhân hạnh phúc, làm chúng ta không thể nào có được bình an được. Còn không ai cấm chúng ta được làm việc A việc B, chỉ vì sợ hãi đã làm chứ không muốn làm. Và do vì sợ hãi chúng ta đã đánh mất rất nhiều cơ hội đầu tư. Người nghĩ rằng là năm nay năm kỵ mình không dám làm, nhưng là năm sát chủ. Nghe nói sát chủ là mình mà xây lên, mình mà đứng tên là mình sẽ bị chết. Ai mà không quản thì quản là một năm tốt hơn, phòng hờ. Rồi rốt cuộc rồi cái cơ hội đó không đến lần thứ hai. Nhưng khi qua một ngày nó đã hết cơ hội rồi. Nhất là cái kinh tế thị trường hiện đại là dựa vào chứng khoán,
mà chứng khoán nó giao dịch nó lên xuống như là một cái đường xuyên thế này, vài tích tắc nó đã khác rồi, huống hồ là một năm sau. Do đó phải hiểu về cái nhân quả kinh tế, hiểu nhân quả xã hội, nhân quả gia đình, nhân quả cá nhân và nhiều loại nhân quả khác, chúng ta sẽ giải phóng và vẫy tay chào với các nỗi sợ hãi vốn không đáng có. À, xin đi khỏi các. Tri thức tương lai, những việc sẽ xảy ra đó, được Đạo Phật liệt vào cái nhóm thiên nhãn minh, hay còn gọi là thiên nhãn thông, tức là mắt trời. Khái niệm mắt trời tức là cái nhận thức đặc biệt hơn, tức là siêu giác quan mà những người khác không có. Nhưng không phải lúc nào nhận thức đó cũng chuẩn. Đối chiếu với các vị lạc ma tái sanh cũng vậy. Một số vị lạc ma tái sanh là giết cái di chúc vì những vị đó có được năng lực đó, biết rằng là mình sẽ tái sanh làm ai, ở đâu, như thế nào. Nhưng số lượng đó không nhiều. Vì người ta cương điệu và quyền thoại hóa những vấn đề đó vì mục đích giáo dục đạo đức cũng không phải là không có. Đưa một sự kiện này ra để chúng ta suy nghĩ thêm về cái hiện tượng lạm dụng vào cái việc tái sanh của các vị lạc ma Tây Tạng. Trong Phật giáo Tây Tạng có ba nhân vật quan trọng nhất. Thứ nhất, Đạt Lai Lạt Ma, hiện nay là đời thứ 14. Thứ hai, Ban Thiền Lạt Ma, hiện nay là đời thứ 11, bị Trung Quốc đánh cháo vào năm 1994. Thứ ba là Kamapa. Hiện nay đó, trên toàn cầu có tất cả là 6 Kamapa đều tự xưng mình là Kamapa thứ 17, hậu thân của Kamapa thứ 16. Trước khi chết, Kamapa thứ 16 không để lại di chúc nào, có nghĩa là ông cũng không biết là mình sẽ tái sanh làm ai. Và bẵng như một thời gian là chẳng có một cái thơ di chúc nào được công bố hết. Nhưng đến lúc tìm người kế thừa thì bốn vị đệ tử lớn nhất của Kamapa thứ 16 đều dựng lên cái di chúc và cho rằng di chúc mình là thật và các di chúc kia là giả. Thì bây giờ đó, mỗi vị dựng lên một vị Kamapa thứ 17 khác nhau. Ở tại Chandigarh, cách Delhi khoảng 200 cây số, và cách Dharamsala nơi Đức Dalai Lama ở cũng khoảng 200 cây số, thì có một nhân vật Tây Tạng cũng tự xưng mình là Kamapa thứ 17, tức là ông thứ 5. Đức Dalai Lama cách đây vài năm đã thừa nhận một vị dược biên từ Trung Quốc sang Ấn Độ là Kamapa thứ 17 đích thực. Thì hiện nay đó, vị này đang làm chủ trì một cái ngôi tự viện rất lớn ở tại Dharamsala, ở dưới chân núi Dharamsala. Cách đây 2 năm, tại sân của tòa Bạch Ốc Hoa Kỳ, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 tuyên bố sẽ không có Đạt Lai Lạt Ma thứ 15, tức là không tái sanh nữa. Trong lần sinh nhật hồi năm ngoái, Đạt Lai Lạt Ma cũng là lặp lại cái thông tin này, rằng là tôi sẽ không tái sinh. Có thể có nhiều lý do ngài không nói, nhưng một trong lý do mà chúng tôi suy luận đó, đó là vì ngài sợ Trung Quốc sẽ đánh tráo Đạt Lai Lạt Ma thứ 15.
giống như là ban Tỳ Lạc Ma, thì chuyện sẽ quy to. Và Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 này cũng là người rất mạnh dạn giải thể hệ thống chính trị truyền thống của Trung Quốc, của Tây Tạng. Mà theo hệ thống này đó, Đạt Lai Lạt Ma vừa là quốc trưởng về chủ quyền chính trị giống như là vua, và cũng vừa là lãnh đạo tinh thần Phật giáo lớn nhất, quan trọng nhất, được xem là Phật sống. Như vậy chính quyền Tây Tạng Lưu Vong bây giờ là không còn nguyên thủ quốc gia nữa, và ngài đã giao lại cho cái quốc hội Lưu Vong của người Tây Tạng quyết định cái vận mạng tương lai của Tây Tạng như thế nào. Và ngài đó đã công bố với mọi người rằng là sau khi ngài chết đó, thì Kamapa thứ 17 đang ở tại Dharamsala Ấn Độ đó thay thế ngài trên toàn cầu lãnh đạo tinh thần cho cộng đồng Phật giáo thế giới. Bây giờ chúng ta hãy đi vào trung tâm của vấn đề. Nếu cái việc mà biết được cái tương lai mình tái sanh ở kiếp sau là chuẩn xác 100% á, thì nhân vật tuyệt hảo như Kamapa, nhân vật thứ ba của Phật giáo Tây Tạng, tại sao không để lại di chúc mà đến bây giờ đã có 6 người tự xưng mình là Kamapa? Và một điều khác, nếu chúng ta dựa vào học thuyết Đức Phật nói tái sanh được diễn ra trong tích tắc và tối đa là 49 ngày, thì có nhiều vị lạc ma tái sanh của Tây Tạng là không chuẩn. Trung bình á 9 tháng 10 ngày là có một mầm sống mới. Người sanh non đó nhiều nhất cũng là trước 1 tháng rưỡi, kẻ sanh muộn nhiều nhất là 2 tháng thì mới có khả năng sống còn. Chứ mà không, cái cơ hội bị bệnh đau hay là dị tập bẩm sinh, thậm chí là bị chết ở trong lúc chuyển dạ hạ sinh là khá cao. Như vậy chúng ta lấy cái chuẩn là từ 8 tháng cho đến 12 tháng trung bình một người chết được tái sinh, làm cái mốc thời gian hệ quy chiếu. Lấy công thức đó áp dụng cho các vị lạc ma tái sinh đó, chúng ta sẽ thấy là có nhiều vị tiền thân và hậu thân chênh lệch nhau 16 tháng, 18 tháng, thậm chí 2 năm. Có người đó là sanh ra trước khi mình chết đến một vài năm, lại càng phi khoa học và phi Phật học. Nhưng mà truyền thống Tây Tạng người ta vẫn tin đó là sự thật, đó là niềm tin mà. Có ai cấm người khác tin? Không cấm được, đó là quyền tự do tín ngưỡng, không cấm được. Và Tây Tạng họ có cái cách tin riêng của họ, họ cũng không cần thiết phải dựa vào lời Phật gốc, họ đi theo cái cách riêng thôi. Do đó chúng ta cũng đừng nên quá lạm dụng niềm tin vào hiện tượng tái sinh, không quan trọng. Quan trọng là gì? Nhân vật đó dù là có nhân như là tái sinh không tái sinh, họ dạy mình được cái gì? Và nếu mình nghe những điều đó, mình được lệ lạc cái gì? Cái này quan trọng hơn. Vì Đức Phật Thích Ca đã nói trong các kinh, nhất là kinh Kamala, đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được đồn thổi. Đừng nên vội tới một điều gì chỉ vì điều đó được nhắc ở trong kinh điển. Đừng nên vội tới một điều gì chỉ vì điều đó là truyền thuyết. Đừng nên vội tới một điều gì chỉ vì điều đó được quá nhiều người chấp nhận. Đừng nên vội tới một điều gì chỉ vì điều đó được thầy mình nói. Đó là 5 điều mà Đức Phật khuyên là nên tránh. Ngoài ra còn 5 điều khác, tổng cộng là 10 cơ sở một phần niềm tin lý trí. Bởi vì chúng ta rất dễ dàng bị lệ thuộc vào những người có uy tín hơn mình để tin một điều đó là sự thật, và khi chúng ta đánh mất cơ hội để tự gọi là kiểm định nó dưới góc độ khoa học và hiện thực. Dữ liệu khách quan là khoa học, không ai có thể phủ định. Ví dụ ngày hôm nay chúng tôi đang mặc bộ y hậu màu vàng vàng bò, đây là một cái hiện thực khách quan. Cho nên ở dưới đây vài trăm người cũng đều thấy có một màu đó duy nhất, chứ không thể nói là chúng tôi đang mặc đồ đen hay là đồ xanh hay là đồ xám, vì hiện thực khách quan là không thay đổi trong cùng một cái không gian và thời gian nhất định đó. Còn đang khi đó đây đó là cả 6 người đều tự xưng mình là Kamapa, thì vậy là đâu là Kamapa thật? Và cái thời gian từ lúc chết cho đến lúc sinh đó của vị Kamapa được Đạt Lai Lạt Ma thừa nhận á, tuổi ông ấy gọi là còn nhỏ hơn cái tuổi ông chết, nên là ông tái sinh ra trước khi ông chết, làm sao được chấp nhận? Về phương diện Phật học là không thể. Thì để cho việc đó được chấp nhận đấy, thì Tây Tạng á giới thiệu một học thuyết, đó là chuyển di tâm thức
Chuyển di tức là di chuyển cái tâm thức mình ra khỏi cơ thể trong hai tình huống. Thứ nhất là ra trước khi mình chết để có cơ hội tái sanh vào trong một gia đình mà cha mẹ đó có cùng mẫu số nghiệp, nhờ đó mà các Phật sự dễ dàng được thực hiện. Đó là chuyển di sớm. Thứ hai là chuyển di muộn, tức là sau khi chết rồi, thay vì trung bình là 8 tháng đến 12 tháng thì họ có thể trì hoãn trở thành là 18 tháng hoặc là 2 năm để tìm một cái cặp vợ chồng sau này là cha mẹ, nhờ đó mà cái việc Phật sự và Bồ Tát đạo của vị này có thể được thành tựu. Lý thuyết đó thì có vẻ nghe hấp dẫn, nhưng dựa vào đạo Phật gốc thì không thể chấp nhận được. Vì vậy vấn đề đặt ra là chúng ta muốn theo cái quan điểm nào thì cứ theo thôi. Nếu theo đạo Phật gốc thì chúng ta không nên tin vào những điều như thế. Còn theo đạo Phật Tây Tạng thì đó là những việc không thể không tin. Và Tây Tạng bây giờ họ vẫn tiếp tục tin như thế. Còn Đức Phật gốc thì khẳng định trong một hiện kiếp trung bình là vài tỷ năm, chỉ có một vị Phật duy nhất, không có vị thứ hai. Như vậy khái niệm được gọi là Phật sống dành cho Đức Đại Lạt Ma nó không chuẩn về câu chuyện Phật học. Và trong quyển Tự Truyện bằng tiếng Anh do chính Ngài Đạt La-ma viết, lời giới thiệu Ngài có câu như thế này: thế giới xem tôi là một nhà chính trị, Phật tử Đại Thừa xem tôi là Phật sống, Phật tử Tây Tạng xem tôi là hóa thân thứ 14 của Bồ Tát Quan Thế Âm, tôi xem tôi là một tu sĩ bình thường. I consider myself a common monk. Ngài nói rất rõ, rất khiêm tốn tri thức và rất là phù hợp với Phật học. Bởi vì Phật giáo Tây Tạng ta quá tôn kính Ngài, từ đó là Ngài là quá thân Phật. Chuyện đó là không có thật về Phật học. Có những con người đạo cao đức trọng, nhân cách của họ đã đạt được một phần Phật. Chúng ta nói với lòng tôn kính là đây là Phật sống, Phật quá thân thì được, nhưng mà nói là Phật sống thật thì không đúng. Và tương tự hiện nay đó, tại Việt Nam chúng ta quá kỳ vọng về Phật giáo Tây Tạng đến độ cuồng tín, và các nhân vật Phật giáo Tây Tạng sang Việt Nam chúng ta cứ xem là Nhiếp Chính Vương rồi Pháp Vương là những cái từ mà tương đương với Phật. Cái đó theo luật xuất gia, tức là những vị tu sĩ đó là phạm vào cái giới tự ngôn chứng thánh, một trong bốn cái giới nặng nhất mà ai vi phạm vào thời Đức Phật đó là loại trừ vĩnh viễn tư cách làm thầy tu trong một kiếp người. Cho Đức Phật đưa một cái ví dụ đó, cũng giống như cây cao, cây dừa khi bị chặt đứt ngọn không có khả năng có thể sống lại lần thứ hai, nó sẽ chết đi. Và ngày nay đó thì Tây Tạng đó gọi là mặc cái y phục tái sanh đó khá nhiều, có những vị tái sanh thật chúng ta phủ định bằng kiểm chứng mà ai cũng có thể thấy rõ, như trường hợp với Osel vừa nêu. Có những trường hợp chúng ta thấy nó rất là phi logic và phi hiện thực, nhưng mà vì cuồng tín mê tín người ta vẫn tin theo, thì người nào tin ráng chịu thôi biết sao giờ. Cho nên tốt nhất theo lời Phật dạy, chúng ta phải dùng lý trí để đánh giá sự vật, sự việc, tình huống để tránh những sai lầm và rủi ro không đáng có. Và phát triển trí tuệ, tư duy đúng sẽ là cái con đường ngắn nhất để giúp cho chúng ta đạt được cái nhận thức này. Mà không á, chúng ta sẽ bị niềm tin mê tín của mình sai sử với những nỗi sợ hãi và bất an. Thì đó là một vài điều và chia sẻ thêm. Bây giờ là 9:40 rồi, không biết vì còn thời gian không. Hồi nãy tính trả lời ngắn, nhưng mà sợ ngắn rồi đó cô không nói hết ý được, cô phải phân tích đến đây tới chốn thì nó hơi dài. Thế bây giờ nhường một vị nữa nha. Ai đã hỏi rồi thì mời mời cô mặc áo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, con xin hỏi thầy. Thầy dạy chúng con, con người ta do nghiệp là tái sinh, thì và cái nghiệp được quyết định như sự tái sinh của con người. Hiện nay là có thể là ở ta cũng ở nhà chùa, nhà ta cũng như cả gia đình của từng Phật này đang tổ chức cầu siêu rất nhiều, như
có những người tử nạn này, có những người chết vì tâm trạng này, có những người hy sinh vì tổ quốc này, có người chết vì tai nạn giao thông này, đều là tổ chức cầu siêu. Thì cái ý nghĩa và cái tác dụng của cầu siêu thì như thế nào? Đó là câu hỏi hay để từng câu một đi con. Dạ. Tại vì hỏi câu thứ hai nó không đủ thời gian trở lại. Trước nhất á, chúng ta phải thấy là các nghi thức cầu siêu không do Đức Phật quy định, do Trung Quốc bài vẽ ra khi đạo Phật được truyền sang nước này. Chỉ văn hóa cầu siêu đó đã ảnh hưởng đến Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều và Phật giáo Tây Tạng, những nước theo đạo Phật Đại Thừa. Các nước theo Phật giáo nguyên thủy bao gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Sau 26 thế kỷ Đức Phật qua đời, người ta vẫn không làm các khóa lễ cầu siêu, vì trong kinh Đức Phật không dạy những vấn đề này. Vào thời của Đức Phật đó, thì khi mà một người qua đời đó, người ta thỉnh Đức Phật đến, thì Ngài chỉ giảng bài kinh Vô Ngã. Bài kinh này có nội dung như sau: thi thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, nên tôi không để cho tôi bị kẹt vào trong thi thể này. Cái nhận thức đó sẽ giúp cho các hương linh nó thoát ra khỏi thi thể nếu trong trường hợp họ còn đang bị dướng dính. Tương tự Đức Phật dạy tiếp: cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Phần lớn chúng ta bị dướng kẹt vào nó. Ví dụ như khi chúng ta bị đau mũi, chúng ta nói là tôi đau mũi, tôi đau tim, tôi đau thận. Mặc định xã hội trong truyền thông đó không thể không có. Và cái vị trí của con người đang khi phát biểu rằng tôi thế này, tôi thế kia, với các hành động đang diễn ra, vừa mang tính liên hệ đến luật pháp, liên hệ đến xã hội, liên hệ đến dân sự. Đức Phật không hề phủ định các cái quan hệ luật pháp dân sự của các hành vi, nhưng Đức Phật dạy chúng ta quán vô ngã về phương diện tâm lý, để khi nỗi đau trên thân, nỗi khổ trên tâm, chúng ta không đánh đồng chúng là chính mình. Nhờ đó chúng ta ly tâm hóa được nỗi đau, ly tâm hóa được nỗi khổ, cho nên trong khổ và đau chúng ta vẫn trở nên bình thản, điềm tĩnh để vượt qua các cái gian truân và thử thách tương tự trong tương lai. Mục đích của việc quán vô ngã là như thế. Vào thời đại Đức Phật và cho đến bây giờ ở nước Nam Tông, khi một người bị chết mời các thầy đến, thì người ta chỉ đọc lại bài kinh Vô Ngã. Bài kinh này có 2 trang thôi, nội dung như vừa nêu. Trong đó nó còn có những câu như thế này: nếu cái tôi là vĩnh hằng, cái tôi đó được đánh ngang bằng với cái thi thể hay là ngang bằng với cái tâm, thì cái tôi đó sẽ phải hoặc khổ đau vĩnh viễn hoặc hạnh phúc lâu dài. Chứ thực tế có người khổ xong rồi hết, có người hạnh phúc xong rồi tan, không có tồn tại như thế. Rồi chúng ta muốn mình phải như thế này, mình phải như thế kia, quá khứ thế nọ, hiện tại thế này, tương lai như thế khác. Trên thực tế chúng không diễn ra theo ý muốn của mình một cách chủ quan. Cho nên Đức Phật kết luận lại: cái được gọi là tôi đó không đúng, cái được gọi là vĩnh hằng đó lại càng sai. Và bằng phương pháp thực tập này, những hương linh chưa siêu đó gọi là thoát ra khỏi cái chấp trước vào thi thể, vì nó không phải là mình, nó là một cái sự gọi là vay mượn thôi. Giống như một du khách đến một cái khách sạn nghỉ trong những ngày đang du lịch, sau đó phải về lại nơi của mình ở, chứ không phải ở chỗ đó một cách lâu dài đâu. Cái thân thể này là một cái nhà trọ cho tâm thức nó bám vào để hoạt động. Cho nên chúng ta không nên quá sợ hãi, quá lo lắng về những hiện tượng đồn thổi trong dân gian, vì phần lớn chúng không có thật, hoặc là chúng là không được kiểm chứng. Nhờ đó chúng ta có thể sống an lạc, hạnh phúc, bình an hơn. Và dựa vào các lời Phật dạy, chúng ta thấy nó rất khoa học, rất triết lý, và nhất là những cái khoa học và triết lý đó là phục vụ cho đạo đức nhân sinh và hạnh phúc của con người. Nó khác hoàn toàn với các tôn giáo còn lại.
Rất tiếc đó là Phật giáo Việt Nam bị ảnh hưởng từ đạo Phật Trung Quốc, cho nên đó chúng ta bài biện ra các khóa lễ cầu siêu. Và khoảng 2 năm trở lại đây, chúng ta đã tiến hành các cái khóa lễ cầu siêu tại các nghĩa trang lớn trên toàn quốc, nơi mà các cuộc chiến đã diễn ra ở hai bên, phi nghĩa và chính nghĩa, làm cho biết bao nhiêu gia đình đang còn khổ đau sau mấy chục năm chiến tranh kết thúc. Mặc dù nó không phải là của lời Phật dạy, nhưng ý nghĩa xã hội và tâm lý của nó là không thể phủ định. Người Việt Nam và Trung Quốc quan niệm rằng đó là chăm sóc cho người quá cố là cách thức để làm cho người còn sống được hạnh phúc. Hòa giải dân tộc không phải là một chuyện giản đơn. Đất nước chúng ta được hòa bình vào năm 1975. Hận thù dân tộc giữa Việt Nam Cộng Hòa và Cộng sản vẫn còn. Ai đã từng đi nước ngoài, Mỹ, Canada, châu Âu vào những ngày 30 tháng 4 thì ở nước ngoài ta gọi đó là ngày quốc hận, ở trong nước gọi đó là ngày độc lập. Một bên là ăn mừng, một bên đó là khổ đau. Vì hận thù dân tộc đó có lẽ là chết, có nhiều người vẫn chưa có thể hòa giải được. Và việc mà mình đi thăm các nghĩa trang của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, giải mã, thừa thờ phượng, cúng kính họ, rồi các nghĩa sĩ ở trong nước bị chết, quên mình cho đất nước để cho người dân được độc lập và hạnh phúc, thì làm cho những người còn sống cảm thấy ấm lòng, cảm thấy được bình an, cho nên nó giải tỏa được cái hận thù dân tộc rất lớn. Rất tiếc là chúng ta làm quá muộn, chứ nếu như chúng ta làm việc đó 20 năm trước, 30 năm trước, hoặc là sau năm 75 thì có lẽ là cái hận thù dân tộc nó không nhiều đâu. Có những lúc chúng ta giải mã, giải mồ của nghĩa trang quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà vốn những người đó người ta rất là kỵ giải mồ, giải mã, cho nên cái hận thù đó là tiếp tục. Cho nên trong mấy năm qua đó, chính quyền đã phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức cầu siêu tập thể, mặc dù đó các hương linh không cần cầu siêu vẫn tái sinh. Ý nghĩa xã hội và tâm lý như vừa nêu vẫn rất tốt, cho nên chúng ta nên tiếp tục làm. Tuy nhiên, trong các loại cầu siêu, trong đó có cầu siêu giao thông, tai nạn giao thông, thì cái cầu siêu thai nhi là lạc quẻ nhất. Theo đạo Phật, các thai nhi chưa phát triển ý thức, khi bị sảy thai hay phá thai do bất cẩn hay là cố ý của người mẹ hoặc của luôn cả người cha hoặc gia đình họ tộc của họ, việc tái sanh của các hư linh này là diễn ra trong tích tắc thôi. Người lớn mới tiếc nuối, mới hận thù, mới oan trái, mới này nọ, chứ còn trẻ thơ, nhất là chưa định hình sự sống, thì cái đó không có nhiều. Do đó không cần thiết phải cầu siêu thai gì. Cái này là cái bài vẽ của Việt Nam trong vòng 3 năm trở lại đây thôi, trước đây chưa từng có. Các khóa lễ cầu siêu Trung Quốc đó thường gọi là cầu siêu 10 lợi cô hồn. Số có 10 đó là số tượng trưng số nhiều. Tất cả những người nào mà chết chưa siêu được gọi là cô hồn. Cô nghĩa là đơn độc, hồn nghĩa là tâm thức, vẫn vơ chỗ này chỗ nọ mà chưa siêu được. Thực tế thì họ siêu hết rồi, nhưng mà người ta cứ bị quan niệm mê tín của Nho giáo ảnh hưởng. Cho nên là Phật giáo ở Trung Quốc vay mượn cái tập tục đó làm các khóa lễ cầu siêu. Nói tóm lại, ý nghĩa xã hội, ý nghĩa tâm lý, ý nghĩa đạo đức từ các khóa lễ cầu siêu là tốt. Sau 49 ngày thì các Phật tử hãy an tâm rằng người thân của mình đã được siêu sinh. Đừng bận tâm nữa, đừng lo lắng nữa, vì cái lo lắng đó, nó làm cho chúng ta gặp người ấy trong giấc mơ. Đó là một cái phản ứng ức chế tâm lý của tình thương, chứ không phải là thật. Mơ là không có thật. Có một lần á, có một người hỏi Đức Phật đó, làm sao để xóa đi những nội dung giấc mơ. Đức Phật nói là cái gì không thật thì không nỗ lực xóa. Cũng giống như đó, chỉ có người dại dột mới đem vũ khí tấn công bóng tối thôi. Cách để cho bóng tối hết là gì? Giữ ánh sáng. Giữ ánh sáng thì bóng tối không còn nữa. Không cần phải đi đánh những thứ, phá những thứ mà không có thật. Cho nên á, mơ là một rối loạn tâm lý của tình thương,
của rai rứt, của hối hận, của mệt mỏi và của cái phản ứng cơ thể, ngoài trừ một số giấc mơ dự tri về một số chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng mà điều đó nó chỉ xảy ra 1 triệu người có được 1-2 người, rồi còn lại đó là những giấc mơ có vấn đề. Tại đây thì những vị làm nghề bác sĩ học qua cái vấn đề này thì biết quá rõ rồi. Đạo Phật nói một cách tương tự, không lệ thuộc vào giấc mơ. Cho nên giả sử có 10 người, 5 người trong gia đình mơ thấy là người thân của mình chưa siêu, đòi là phải cúng giấy vàng mã, nhà cửa, xe cộ, vị dưới đó, nghèo quá, không có tiền xài, lạnh quá, không áo quần mặc, đói quá, không có cơm ăn. Cái đó là mê tín dị đoan, không có thật. Còn giả sử chúng ta cho là cái việc mà đốt cúng đó là có tác dụng thật đi, thì sẽ dẫn đến tình trạng như thế này: chúng ta biến người thân quá giảng của mình đó trở thành là những kẻ tí hon, vì những cái nhà vàng mã nó có 4-5 tấc à. Người Việt Nam mình có chiều cao trung bình phải là 1.6 chứ không phải thấp thấp với ông này. Với ông này cũng phải là 1.4 mấy. Mà giỏi như là các yoga hàng đầu đi nữa thì cứ cuộn cơ thể mình trong vòng 6 tấc 7 tấc vài 1 phút thôi, 2-3 phút thôi, chứ không thể lâu dài. Bây giờ đang có chiều cao 1.6, có người 1.8 mà chui vô cái nhà đó có mấy tấc là sao sống. Áo là bằng vải, rách một chút xíu là chúng ta bỏ không xài. Còn cái giấy này ta đốt cái trái thành cho rồi, làm sao mà xài được. Tiền mà rách làm đôi đó ngân hàng không sử dụng, nếu không phải là ngân hàng lớn. Huống hồ cái tiền đó đốt cháy rồi ai xài. Mà tiền này là tiền dởm đó chứ. Rất tiếc là ngày nay chưa có một cái tòa án nào xử những kẻ làm cái tiền vàng mã là tiền dởm. Cái đó mới là đại tiền dởm ấy. Chỉ cần phân tích ra chúng ta thấy vô số những điều vô lý tiếp tục tồn tại trong nhận thức của con người vì nỗi sợ hãi thôi. Ở trong Bát Nhã Tâm Kinh, bài kinh ngắn mà chúng ta tụng hàng ngày tại các chùa Việt Nam, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo, mộng tưởng cứu cánh niết bàn, câu đó cực kỳ hay. Khủng bố là sợ hãi. Ai không còn sợ hãi, người đó sẽ xa lời được tất cả những nỗi khổ niềm đau và tiệm cận đến niết bàn, giác ngộ giải thoát. Nó cốt lõi là Phật dạy, đôi lúc chúng ta không để ý thế. Chúng ta lại tiếp tục nuôi nỗi sợ hãi bằng các hành vi mê tín. Chúng ta chăm sóc nó rồi chúng ta biến mình trở thành là kẻ nô lệ của nó. Nó hành hạ mình, nó dẫn dắt mình, nó đi đọt mình, nó trừng phạt mình biết bao nhiêu thứ. Cho nên muốn được hạnh phúc là phải giải phóng nỗi sợ hãi. Như vậy nói tóm lại, các khóa lễ cầu siêu chỉ mang tính hỗ trợ trong trường hợp chết 49 ngày. Sau 49 ngày không cần làm khóa lễ cầu siêu nữa. Và tương tự, người tu học Phật không mở cửa mã, không mời ông bà cha mẹ về ăn cơm với con cháu, không rước ông bà cha mẹ về ngày 30 Tết, không đưa tiễn ông bà cha mẹ đi sau ngày mùng 4, vì đó là mê tín, không có thật. Khóa lễ cầu siêu là mong cho ông bà cha mẹ mình siêu sinh thoát hóa, rồi mình nên mở cửa bản rước ông bà về, tự động hành động của mình trước và sau mâu thuẫn. Nếu để ý chúng ta thấy là chúng ta làm mâu thuẫn rất nhiều, và nó rất là vô lý. Người Nho theo đạo giáo và Nho giáo thì nói thế này: phải dùng con gà, vì người ta nghĩ con gà nó mắc tinh, nó thấy rõ, mở cửa mã để cho cái người chết đó mới mở được con mắt đi thấy cái đường mà đi về. Rồi để mà hỗ trợ á, thì lúc mà động quan á phải làm 3 cái cây nhang cao. Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ